Xin chào các độc giả của kênh Tiếng Dân. Hôm nay là ngày 19 tháng 5, là ngày sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già vĩ đại của dân tộc mình. Và tôi sẽ gửi tới bạn đọc một bài viết của một tác giả quê ở Nghệ An. Bài viết có tiêu đề Chủ tịch Hồ Chí Minh và những luận điệu xuyên tạc. Bài viết này chỉ ra các luận điệu xuyên tạc mà những người hoạt động diễn biến hòa bình sử dụng để chống đối lại nhà nước Việt Nam, chống lại hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng người dân Việt Nam. Bài viết có nội dung như sau. Hạ bệ hình ảnh Bác Hồ trong lòng dân là một trong những hoạt động diễn biến hòa bình then chốt của những kẻ chống đối, những thế lực đứng sau chúng. Bọn này mà ở Kim Liên quê mình thì ăn tát mở tay. Dân quê mình không cần lý lẽ. Đơn giản, nếu có ai đó nói xấu Bác Hồ thì nó là thằng đáng ăn tát. Vậy thôi. Mình từ trước giờ cũng ít khi phản biện những thứ dơ bẩn đó vì không muốn biến chủ đề không có tranh cãi thành chủ đề đang gây tranh cãi. Nhưng mà ngó qua ngó lại trên Internet này, nó nhan nhản nên không nói không được. Nhân ngày kỷ niệm Quốc Khánh cũng là ngày mất của người nên mình chấp bút đôi gạch đầu dòng. Một số luận điệu như sau một Nhật ký trong tù không phải của Nguyễn Ái Quốc Gặp thằng nào nói cái này, đừng bao giờ nhảy vào nói chuyện câu chữ với nó làm gì Chỉ cần biết rằng tranh chấp tác quyền chỉ xảy ra khi có nhiều hơn một người tuyên bố mình là tác giả Có ai nhận mình là tác giả của Nhật ký trong tù không? Không phải Vậy tác giả của Nhật ký trong tù là Nguyễn Ái Quốc không nói nhiều 2. Nguyễn Ái Quốc thật đã chết ở Trung Quốc, người về Việt Nam làm chủ tịch là một người Tàu. Trong bức ảnh bác về thăm quê Kim Liên Nam Đàn, các bạn sẽ dễ dàng nhận thấy bác khoác vai một người phụ nữ mặc áo xám trắng và đi cùng dân làng. Người phụ nữ ấy chính là hàng cố của mình, ngay nhà ngay sát cụ Hoàng Thị Loan, mẹ bác. Nói thế để các bạn tự hỏi xem có ông Trung Quốc nào lại nói giọng nghệ thuộc từng hàng cây ngọn cỏ và con người xứ nghệ hay không? Sự thật, khi ở Trung Quốc đã có lần Nguyễn Ái Quốc được báo tử theo kế của vị luật sư bạn bác để tránh sự ráo bắt của giặc. 3. Bác Hồ cũng có vợ. Cái này đúng, bác từng làm kết hôn giả với một người một người phụ nữ ở Trung Quốc để giả thân phận hoạt động cách mạng. Ngoài ra bác không có người vợ nào đúng nghĩa cả. 4. Hồ Chí Minh không phải là danh nhân văn hóa thế giới để tôn vinh những cá nhân kiệt xuất. UNESCO đã thông qua nghị quyết và có một buổi lễ để tôn vinh những cá nhân này vào các dịp kỷ niệm lớn như 100 năm, 200 năm ngày sinh. Trường hợp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tương tự với việc đã duyệt danh sách học sinh giỏi nhưng buổi lễ tổng kết lại không được diễn ra. Do tình hình chính trị thế giới nước đó vào những năm 1990 khiến UNESCO bị áp lực trong việc tôn vinh một người cộng sản. Tuy nhiên, đã có quyết định thông qua nghĩa là đã công nhận trong bối cảnh chiến tranh lạnh mà UNESCO dám công nhận một người cộng sản chứng tỏ bác Hồ trong mắt họ cực kỳ kiệt xuất. Nguyên văn trong nghị quyết UNESCO gọi bác là Great Man of Culture. UNESCO là tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc nên chúng ta dịch thành danh nhân văn hóa thế giới là không hề sai. 5. Hồ Chí Minh bán nước Cái này đã xưa cũ, lịch sử cũng đã trả lời đó là luận điệu xuyên tạc của các đảng phái chống đối sau cách mạng tháng 8 khi mà trong tình cảnh bị bọn tưởng dưới thạch chèn ép, Bác đã đi Pháp và có những thỏa ước để đẩy lùi quân tưởng. Sau sự việc này, bác có nói một câu, mình chỉ nhớ mang máng đại ý là Bác chỉ muốn có một căn nhà nho nhỏ, sớm chiều trồng cây nuôi cá nhưng vì việc nước phải đảm đương. Có thể nói áp lực dư luận lúc đó đèn nặng lên vai bác là đất lớn mình đọc đến đó cũng ứa nước mắt vì thương người. 6. Hồ Chí Minh là độc tài tàn ác. Một số trang mạng nước ngoài xếp bác Hồ vào danh sách những kẻ độc tài tàn ác bên cạnh những Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông. Có thể nói đó là những trang mạng chống cộng thấy rõ. Một số trả châu copy về ra vẻ như đúng rồi. Kỳ thực, con số người chết trong thống kê suốt thời gian bác làm lãnh đạo để nói bác là độc tài là chúng nó thống kê nhưng số người chết chủ yếu là do Pháp và Mỹ xâm lược. 7. Nguyễn Ái Quốc lên tàu kiếm sống chứ không phải ra đi tìm đường cứu nước. Bác lên tàu từ cảng Nhà Rồng năm 1911. Năm 1912, bác đến đất Mỹ. Trước tượng nữ thần tự do bác viết, ánh sáng trên đầu tượng nữ thần tự do tỏa khắp trời xanh, còn dưới chân tượng nữ thần tự do thì người da đen bị trà đạp bao giờ người da đen mới được bình đẳng với người da trắng, bao giờ có sự bình đẳng giữa các dân tộc, bao giờ người phụ nữ được bình đẳng với nam giới. Lúc đó bác vẫn chỉ là anh thợ làm bánh ở khách sạn, một người đi kiếm sống viết những lời đó để làm gì. Những năm tháng bôn ba của bác, bác đã từ chối nhiều cơ hội làm giàu và chỉ có một hướng duy nhất đó là tìm được phương cách để cứu lấy dân tộc. 8. Nguyễn Ái Quốc là người theo chủ nghĩa dân tộc chứ không phải là người cộng sản luận điệu này luận điệu này không hẳn để bôi nhọ bác mà chỉ đơn giản để tách ảnh hưởng của bác ra khỏi hai chữ cộng sản nhằm bớt lòng tin vào chính quyền hiện thời bác hồ là người theo chủ nghĩa dân tộc vì thế người ra đi tìm đường cứu nước và gặp được chủ nghĩa cộng sản người áp dụng chủ nghĩa đó để giải phóng dân tộc hầu như mọi người cộng sản ở việt nam trước khi là cộng sản họ đều là người chủ nghĩa dân tộc sau khi đã là người cộng sản họ vẫn là người chủ nghĩa dân tộc Chủ nghĩa cộng sản là lý tưởng, là công cụ để họ mang lại lợi ích cho dân tộc Ngược lại, con đường mà họ chọn cho dân tộc chính là cộng sản Hai thứ đó không bao giờ tách biệt trong con người bác cũng như bác Tôn hay bác Duẩn hay những vị uh, lãnh tụ khác Kết lại, bác Hồ một đời vì dân vì nước và dân cũng chẳng thờ sai ai bao giờ cả vì vậy cố bôi nhọ xuyên tạc bằng những luận điệu dơ bẩn chỉ làm cho các bạn xa rời dòng chảy của lịch sử và tương lai của đất nước mà thôi đừng đem những thứ tầm thường của mình mà đo lòng bậc thánh nhân bởi đã quậy làm sao biết mặt trời sáng vì đâu